Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây, và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi đó chân lý mùa 4.5 nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Thì như đã mà thấy là mình là cái thần tài với lại là pháp sư với lại là sát thủ nè. Đếp máu cũng khá là ok. Lúc đầu mình không có đánh thần tài chủ thua được nữa mà, tại vì nó ra khá là trễ, mình muốn để mình chơi thần tài chủ thắng luôn cho nó máu, nhưng mà vừa mới nói chủ thắng cái lại thua. Đỉnh chưa? Từ đầu game đến giờ là thắng liên tục anh em, lâu lâu thua chọn mà vừa thắng liên tục được cái mới nói là đánh chủ thắng cái lại thua. Nó đỉnh thì cứ chờ. Ok, cho con Kata này nó mang cái cốc đi nè mà, cho nó mạnh tí để nó hơi cứng. Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình làm tướng 5 tiền 3 sao nha, tại vì bữa giờ này anh em yêu cầu khá là nhiều luôn á. Anh em nào mà chưa xem những cái vid 5 tiền 3 sao khác của mình thì đừng quên xem lại nha. Thật sự là những cái siêu phẩm đó nè mà, mình cày rất là nhiều mới được những cái siêu phẩm đó. Anh em muốn xem thì xem lại ủng hộ mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình làm một cái điều gì đặc biệt đó với tướng 5 tiền 3 sao này nha. Có thể làm tướng gọi là 3-4 con. Cái kỷ lục của mình làm tướng 5 tiền 3 sao mình nhớ không nhầm là tầm 4 con anh em à. 4 con 5 tiền 3 sao mình đã được tầm 2 lần. Thật sự là những cái trận đó là những cái trận gọi là chơi thần tài là mãn đồ nhẹ nhất của mình luôn á, cực kỳ sướng. Nhưng mà cuộc vui nào cũng có lúc tàn anh em à. Từ lúc mà mình làm được tướng 5 tiền 3 sao và 4 con đến đó, bây giờ là cũng mấy tháng rồi chưa làm được lại cái nào. Tại vì cái đó là rất là khó luôn á. Mình cũng đang cố gắng mình tự phá kỷ lục bản thân mình nè. Mình đang cố gắng mình cày gọi là 5 con, nhưng mà nó hơi vô vọng một tí nè mà. Phải chắc 10 cái nơi cô mới được quá. Cái này mình đang cố gắng mình kiếm tên anh thần tài nha. Lúc đầu nó không ra thì chúng ta cứ đợi lúc sau nó ra là được. Mà lúc đầu ra tên anh thần tài á là cũng chưa chắc ngon nha. Tại vì nếu như mà ra tên anh thần tài á, anh em sẽ rất là khó để đánh cái chủ thua thần tài. Rất là khó luôn. Còn nếu như mà nó ra sớm á, anh em biết những con tướng mà 1 tiền hoặc là 2 tiền như là Annie rồi Tam Kiến các kiểu á, thì khi mà đã level cao anh em sẽ không biết được những con tên anh mạnh như là Darius thần tài. Đây rồi, Kata thần tài luôn. Mới vừa nói nè mà có Siyu luôn mà, dễ chưa? Tự ra hết luôn cái này mà không chơi thì cứ gọi là hơi uổng. Đó, up level 7 đã có đủ slot nha anh em. Hình như là dư slot luôn anh em mà, nhưng mà thôi up cho chắc. Up để mình chơi thần tài là chơi chủ thắng mà, chứ giờ là bỏ chủ thua nha. Hồi nãy mình tích được thần tài là 2 chủ thua nè, mong là nó rất là nơ cô. Mình roll tí là kiếm Darius, nhưng mà nó không được lên 2 thì thôi chịu à. Cái này mình cũng đang phân vân quá, chắc ghép độ tăng trước đi ha. Ok. Alo, mình ghép cái cốc chơi này mà, nhầm độ tăng. Cái tay xoáy đó bạn ơi. Úi xòi ơi, học cái lý chưa, học cái lý chưa. Trời ơi, thần tài mà 6 thần tài nha anh em ơi. Chỉ cần anh em thắng được những cái trận đầu á là anh em sẽ càng ngày anh em càng mạnh. Snowball cứ gọi là mắc binh luôn. Bạn có đồ nhãn cho anh em xem nè. Anh em nào muốn làm cái gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái à. Thanh kiếm nó rất là nhiều. Hồi nãy mình không bắn Kata là chắc Kata úi xòi nè cô luôn. Hai cái nè mà, hai cái nè mà. Giờ cái đồ là phải ghép nha. Cái đồ là ghép liên tục cho mình. Hồi nãy mình bán Kata là tại vì mình muốn tích tiền sớm á, để mình lên level ở đây mà. Chứ nãy mà mình không bán là chắc giờ Kata cũng lên 3 sao được rồi đó. Mà thôi, nuôi Kata 3 cũng hơi tốn tiền anh em à. Tính ra là nuôi cũng mấy mất mấy chục đồng. Để ông Brand nó hơi thừa nè, để ông Brand nó hơi thừa nè. Kiếm được Olaf hay là chơi đam mê cái kiểu á thì anh bỏ vào kích cái đồ tệ luôn anh em ơi. Pháp sư chắc bỏ rồi. Ok. Đánh nếu như mà cái này mà cứ rớt cô liên tục quá thì lời nên mà, còn nếu như mà rớt ra trang bị thì nó không lời cho mấy. Cái này mình đang cố gắng mình phá kỷ lục của bản thân mình nha. Được hay không thì chưa biết, nhưng mà sẽ cố gắng. Úi xời ơi, nơi cô luôn mà. Nơi cô luôn mà. Cứ tiếp tục nơi cô như vậy đi là được.
Thật sự là rất là hiếm những cái trận nào mà Nerko nó rất là liên tục vậy luôn á. Mình không biết là cái Nerko thứ hai á, hồi nãy mình lầm á, là do chủ thua hai trận thần tài của mình, hay là do gọi là chủ thắng 6 thần tài của mình à, không biết cái nào nữa. Không biết cái nào để mà cảm ơn nữa nè. Hết round này là được. Ui trời ơi, mà mình Nerko nó rớt cứ như mưa thế này. Hai round mà rớt ba cái Nerko, tốc độ nó còn nhanh hơn á. Cái này mình ghép đồ cho Samira nha em ơi. Samira mà trong cái búp thần tà này á thì nó đi được rất là mạnh. Nó sẽ vừa kích đồ tể luôn, với lại là nó sẽ carry rất là ác ở trong cái đội hình này. Anh em thích thì kẹp thêm thiền xạ còn không thôi. Thiền xạ đẹp nhất mà anh em có thể kẹp với là con CV. Xong rồi bỏ thêm con Aatrox vào nữa là anh em sẽ có vừa thiền xạ nè, vừa đồ tể nè, xong rồi có thêm cuồng giáo nữa, tiên phong luôn. Đây là cái đội hình mình rất là hay chơi khi mà chưa có những con tướng 5 tiền mạnh á. Thì bỏ cái đội hình Samira, bay với lại là Aatrox vào để kích hết tất cả các hệ mà có thể kích ở trong cái đội hình thần tà này anh em à. Nhưng mà nếu mà có tướng 5 tiền 2 sao thì ngu gì mà xài một cái búp lẻ lẻ đó. Cứ bỏ hết tướng 5 tiền vào Ixodia là chân lý, mạnh luôn. 4 cái Nerko này là mình chắc chắn với em luôn là ít nhất là phải có hai con tướng 5 tiền 3 sao trở lên nha. Mình đã từng làm một cái vít gọi là làm tướng 5 tiền 3 sao mà 4 con liên tục mà không cần xài Nerko. Anh em tin không? Anh em nào không tin đó thì cứ xem lại. 4 tướng 5 tiền 3 sao không xài Nerko. Cái đó đúng là đỉnh cao của mình luôn anh em ạ. Anh em nào muốn mình làm gì cứ bình luận ở phía dưới nha. Còn anh em nào xem tới hay thì có thể bấm vào đăng ký kênh ủng hộ mình. Đó là nguồn động lực rất là lớn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng và gửi tới tất cả anh em nha. Thank you rất nhiều. Đội hình gì cũng ok nên mà full 2 sao, với lại là mình đang tối ưu hóa được cái lượng đồ mình đang có gì mình ghép hết mà mình ghép những cái món trang bị mà đội hình nào cũng xài được á. Xoáy đó, cái tay gánh 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 nice sir. Cái tay tên anh mà anh em, những con tên anh mình nhớ không nhầm là trong cái phiên bản này nè, phiên bản em đang chơi nè, là nó được búp rất là nhiều nha. Nó được búp thêm sát thương hoặc là máu hoặc là giảm lượng mana á, nhưng mà cũng tùy con mà nó búp nha, nhưng mà được búp rất là nhiều. Ok, mình nghĩ là bây giờ rất trang bị cũng là hợp lý đó, tại vì mình cần trang bị đó mình snowball. Có gì ghép đó để mở ghép hết rồi tầm những cái rau cuối đó, nó rớt thêm một hai cái Nerko đó là được rồi, không cần nhìn nhiều nha. Mình nghĩ là tầm 5 đến 6 cái Nerko là đủ. Là đủ, là đủ ạ. Cái đội hình của mình thì gặp ông nào mạnh quá mà thua thôi, chứ bây giờ thì đép máu cứ gọi là ổn luôn, có khi là thắng liên tục được luôn á. Nice. Quả này mình lên level 8 nha, roll phát đường Samira là mắc binh luôn. Mà công nhận hồi nãy hơn thì cái này mà trong một round mà ở level 6 luôn, nó vừa ra Shiyuni cho mình nè, nó vừa ra cả con cái tay tên anh thằng tài luôn, ra một cái là ra hết luôn. Samira đồ cũng không xấu cho lắm nhưng mà mình cũng không có đến lượt mình anh em à. Cũng không đến lượt mình anh em à. Thôi lấy cái ok luôn, mình đang rất là cần á. Nếu như mà lượm cái rau này mình đã rớt ra cái găng thì mình ghép một cái găng hắc đồ luôn, còn nếu như không thì ghép đồ cho cái ta luôn. Với lại là đồ này mình có thể lắp được những cây như là vô cực nó, nhưng mà ra kiếm nè, găng là nó ghép rất là được cái nhiều trang bị mà mạnh đó mà. Ui lại là nước cua đây mà, để đâu cho hết anh em ơi, lại là trang bị ạ. Cứ đồ tăng đồ đam gì cứ ghép hết nha anh em. Tầm này là không quan trọng là con nào mang thật, tầm này là không có quan trọng là con nào mang nữa nha. Mình không ghét cái bàn tay công lý với con kata này mà, tại vì mình muốn dùng hết cái đồ này cho những con mà carry chính đằng sau. Kata là carry phụ thôi và lay nó yếu lắm,
Và đây là phải đưa tướng 5 tiền nó carry cho. Anh em cứ để đây giết 1 tiền đúng không? À lộn, giết 2 tiền mà 1 sao mà nó có 3 đồ á. Nãy giờ đam của nó rất là ảo á nha, rất là nhiều luôn á. Đây, anh em thấy là 3600 đam, anh em đừng khinh thường nữa nha. Nếu như mà nó được chém á thì cái lượng đam mà từ đồ tệ với lại là 3 món trang bị của nó carry cũng khá là lực á. Không phải dạng vừa đâu, vừa đâu. 50 cái Neko anh em à. 50 cái Neko anh em à, cái này mà hơn nữa nha. Mà mình roll được liên tục những con tướng 5 tiền mà nó ra liên tục á, thì ít nhất phải là 3 con đối với 5 cái Neko này nữa mà, tự tin luôn á. Còn nếu như mà xui mà roll nó không ra, hoặc là mình gặp những cái trường hợp là bị mất máu quá nhiều khi mà mình không xài tiền để mình lên nâng cấp rồi mình roll tướng á, bị mất máu nhiều quá thì mình bắt buộc phải stun Neko thôi. Nhưng mà mong là không lâm vào cái trường hợp đó đấy mà. Kiểu như là mình phải xài Neko sớm á, mình không có muốn vậy nên mà. Mình muốn là xài Neko những cái lúc cuối cùng để mà nâng được nhiều tướng 5 tiền 3 sao nhất có thể. Ui, xui thế. Quả này mà cái tay xoáy được là win rồi anh em. À, cái này thua rồi. Cái tay đang xoáy biển kinh này nó stun làm chón à. Mất hết đam luôn mà. Rồi, 6 trận thắng và 1 trận thua. Chung là cũng lời. Set nè. Mình đang suy nghĩ là tí nữa cái đống trang bị này nó để đâu nè anh em. Tại vì có 5 cái Neko. Cái này nếu như mà mình, cái này là chắc bắt buộc phải stun Neko sớm rồi anh em à. Tại vì cái đống trang bị này để đâu ta. Tại vì mình còn phải bán tướng lúc cuối game để mình roll nó chắc chắn luôn. Cái đống trang bị này để đâu khi mà có tận 5 cái Neko ở trên cái bàn này. Mình nhớ không nhầm là cái bàn đó nó chứa được 10 trang bị nữa mà. Mà cái Neko chiếm 5 slot rồi. Hơi khó nha. Một cái thì vàng ra cực trễ luôn. Không biết ghép cái đầu bò gì luôn. Ghép 2 luôn à. Nâng chem nó. Cái này lắp luôn nha anh em. Hình như mình nhớ không nhầm là trong cái hộp quà của thần tài là có thì vàng đúng không anh em ơi. Nó có thì vàng với lại là nó có cái chất thiên nhiên luôn. Nhiều khi mình đánh thần tài này nó mình rất là thì vàng hoài mà. Rất hoài luôn. Mình cứ đợi thôi. Không mì thích thì đập cái thì vàng này lấy đồ lẻ thôi anh em. Gì đâu căng. Ui ông này CV sắp 3 nè. Giết ổng trước khi ổng lên nè. CV 3 nè để chứng ghê lắm. Không nổi rồi anh em ơi, không nổi rồi anh em ơi. Ui nó quăng kìa, CV 3 mà còn thiện xạ tên anh cái kiểu này nữa, Yumi 3. Ui đầu nha. Thằng ta mà không win được là căng đó anh em ơi. Ông này CV sắp 3 luôn nè, ông CV 3 cũng hơi mệt đó. Nói chung là đồ hình mình cũng mạnh mà, gặp mấy ông này ông roll sớm quá. Không snowball được. Anh ấy sắp ba luôn anh em mà, có nên bán không ta? Roll tí nha anh em. Từ từ. Cái này, ui cái này lại cấn nè. Cứ thấy cấn anh em mà. Tính bỏ cái Savanna vào mà không bỏ này ra được à? Không bỏ này ra được. Thôi, ra. Rồi sau mình nghĩ là sẽ roll một chút nha. Để kiếm 5 tiền mình bỏ vào để mình lấy cái chủ thắng nè. Giết Olaf. Hay quá. Trận thắng đầu tiên sau 2 trận. Mình nghĩ mà mình cứ thua liên tục như vậy là mình toan đó. Không dù được không đùa đâu nữa mà. Tại vì nếu mà muốn có tiền roll thì phải thắng thôi mới có tiền. On luôn mà, hợp lý. Ui cái gì đây. Chủ thu 2 trận rất toàn tiền ở đây mà. Phải trưởng á. Muốn làm tướng 5 tiền 3 sao mà nhiều quá nha. Thì phải là chuỗi thắng thần tài cực kỳ nhiều.
Tại vì cái lượng tiền để mà mua tướng thôi, nên mà cái lượng tiền để mà mình mua tướng thôi đó, nó cũng đã rất rất là nhiều đúng rồi. Hôm nay mình thắng nổ không ta? Giết Yesu kìa ba. Ok, win được rồi em ơi. Let's go. Let's go. Ok, ok, ok. Vẫn được, vẫn được. Máu trận này anh em đều này nó khá là căng nha. Tại vì nếu như mà chết là chết anh đám luôn. Chết là chết anh đám luôn anh em à. Còn nếu như mà máu mà cách biệt á, thì nó sẽ dễ chơi hơn khá là nhiều. Một kim một máu à. Cái lửa kiếm tử thần cũng khá là ngon nha. Cái lửa kiếm tử thần á. Úi xời ơi, vừa mới nó ngon mất luôn mà. Cái giao điện này thật sự là cũng không có đánh giá cao lắm. Nếu như mà mình thiếu đồ quá, chắc là mình đập thôi. Mình đập đồ mình kiếm món mới thôi anh em ơi. Để cô. Ui, Siwan nó cũng được anh em à. Cũng khá là cần á. Samira 2 là đẹp nha. Không lên được Samira 2 nên mà Samira 2 là cực đẹp luôn. Anh em thấy cay chưa? Mẹ nhìn kìa. Toàn đôi không mà. Samira set cả con Swan nữa. Nếu mà full được hai sao quái vàng này là thắng chắc luôn anh em à. Mạnh lắm. Này thua nữa hả ta? Thua nữa anh em à. Nếu mà lên được full hai sao quái vàng này là ngon à. Rồi sau cố gắng roll nốt à. Thua gì cũng được nha. Không đau cho lắm, không đau cho lắm. Đây rồi, Siwan 2. Đây rồi, let's go. Rồi, tập này là khó thua lắm nha. Tập này là khó thua lắm nha anh em ơi. Timo này mình phải bắt buộc mình bỏ vào thôi, cho nó có đam. Siwan không đâm ra đồ rồi anh em thấy không? Ui Siwan đồ quỷ thư với lại là vòng âm à. Không thắng thì hơi uổng. Ấy da, gặp lại ông CV à. Thắng nổ không ta? Ui xui chưa anh em. Siwan bị stun tới chết luôn, không biến hình được luôn, không biến hình được luôn. Ông này một máu là kèo kinh á. Ui, mình còn 20 máu là nguy hiểm á. Chết mẹ rồi. Set 2 luôn mà. Set 2 thì không bỏ nó được anh em ơi. Bỏ 3 là mất đồ tể nè, mất sát thủ luôn nè. Bỏ Timo thì sợ Samira nó hết đam. Mình đang phân vân là không biết đã đến lúc mà bán thần tài chưa, tại vì cái lượng máu của anh em nó xem nhau quá vậy. Top 1 mà có 29 máu à. What the fuck, rau 6 mà còn 8 người ạ? À? Anh em, lâu rồi mình mới gặp cái trường hợp này á, rau 6.1 rồi nè, mà còn 8 người. À lâu 7 người chứ. Gì đây? Gì đây trời anh em ơi, rau 6.1 còn 7 người ạ? À? Cái thằng top 1 còn 29 máu, cái này là một rau là cút, phải là 4 đứa. Cái này mấy ông top cuối á, mà một crowd mà thua là cúc hết 4 đứa nha anh em ơi, tính cả mình luôn á. Căng thế. Cái này là phải chơi chiêu lốc thôi anh em à, may mà nó rất lốc nè. Ây da, không có con nào phía dưới lốc cây chứ, lốc Olaf tạm đi ha. Trận này Siwan ra đồ cũng mắc binh quá nè anh em ơi, quỷ thư với lại là lột kiếm súng với lại lại. Vẫn thua ta. Oh shit.
Ông này chính Long Tộc hả ta? Mạnh dữ vậy. Ui. Cái trận what the fuck, ba ông một máu. Ba ông một máu anh em. Ronoco gấp thôi, Ronoco gấp luôn. Anh em đánh gắt quá vậy. Ây da, vừa bỏ qua con Steel One anh em mà ngu quá. Cái tay nó hơi rung rồi anh em ơi, cái tay nó hơi rung rồi đó anh em ơi. Thôi Neko luôn đi, Neko luôn đi anh em ơi. Má cái trận bay ông một máu à, lần đầu tiên mình thấy luôn á. Lắp đồ vội, lắp đồ vội. Cái tay hơi bị rung, cái tay hơi bị rung. Cái con Steel One này mà thua được nữa thì thôi, chấp tay lại luôn á. Mà mình không tin được cái đội hình của mình vậy mà nó vẫn thua như năm ơi, toàn tướng 5 tiền 2 sao không mà mình công nhận á. Là cái phiên bản này nào, phiên bản 4.5 cái mùa này nào là tướng 5 tiền 2 sao rất là yếu luôn á. Anh em có thể thấy là cái đội hình của mình là toàn 3 đến 4 con tướng 5 tiền 2 sao nha. Và full đồ hết luôn, đồ chuẩn, đồ đẹp luôn. Mà cứ gọi là thua liên tục. Một cái Nerco nữa này anh em ơi. Wow, Zillion nè. Hồi nãy mình roll vội quá, mình bỏ qua bớt một con Zillion rồi. Alo, một con Steel One rồi anh em ơi. Ronos có thể lên được Zillion 3 không? Không có thì mình chắc mình xài Nerco thôi. Ui, set 3 luôn nè anh em. Từ Nerco trước đã. Full đồ anh em mà bán không được. Rồi sau lên nốt con set 3 đi. Đây, gặp lại anh này, gặp lại anh này. Hồi nãy cũng gọi là hành mình đó. Nhưng mà may đó, thật sự rất là may. Mình gặp ông này là phiên bản ảo chứ không phải là phiên bản thật, nên nó không trừ máu cái con bét. Nếu mà nó tính chủ con bét nữa là mình thua rồi, hên vãi đái luôn á. Đây, set 3 cho anh em chim ngưỡng nha. Mạng có đôi nhãn luôn, được chưa? Cái trận này mình thề với anh em là lần đầu tiên mình thấy luôn á. Ba ông một máu à, lạy luôn à. Ui mình Zillion 3 mà vẫn còn một con Zillion ngồi nè anh em. Hồi nãy biết không Neko. Cái trận này là mình muốn phá vỡ kỷ lục là tầm 4 tướng 5 tiền thôi. Nhưng mà dòng đời xô đẩy đó mà. Đội hình này thật sự là không hiểu sao mà vẫn thua liên tục. Nên mình phải xài Neko sớm á. Nên tạm là 3 con đây nha. Đó, cho anh em chiêm ngưỡng tạm đó. Là 3 con tướng 5 tiền 3 sao, được chưa? Tạm vì được chưa anh em ơi? Hay là anh em còn muốn như thế nào nữa? Mạng có đôi nhãn chưa? Đó. Bộ tam song sát. Alo, bộ tam mà lại song sát ta. Hơi ngu. Ok, không lan man nữa, không dày dòng nữa. Ngô phẳng vô thẳng ở vấn đề chính đây. Em nào cũng có thể là khả năng carry. Em nào cũng gánh tem được. Còn hai cái hồi sinh mà anh em. Còn hai cái hồi sinh. Cũng mà nó lọt kèm một máu. Mãi có đôi nhãn chưa? Ok, và tạm biệt tất cả đó nha. Hẹn lại đến sau, hãy chắc là nhớ like và stay bụng nha. Bye bye.